địa điểm này là ổn ít. Tối ngủ muốn ngủ được rồi, dấu dò hết rồi mọi người. Lụm lụm hàng nè. Có dấu dò hết. Trời ơi. Không thể tin nổi. 2, 4, 6, 8, 9, 10 con rồi mọi người. Mà con bự kìa. Chào bác, bác. Trời ơi. Kinh khủng nữa chứ. Một nồi luôn mọi người. Trời ơi. Kìa. Trời, nặng cả hơn nửa ký mọi người. Hai con tự luôn kìa. Một nồi luôn kìa. Trong camera thấy ít nhưng ngoài thấy một đống luôn nha mọi người. Được chưa? Cái đầu tiên luôn nha. Nồi. Thịt bự kìa. Trời ơi, ok kìa. Nó quằn này banh luôn nè. Ớt nó lại đây quằn lúa nè mọi người. Nó giò kìa. Nó giò hết bự luôn kìa. Tôi hẹn ơi. Lụm rồi. Trời ơi trời. Bích luôn rồi. Bích luôn rồi mọi người. Bết nó vô nó không có chỗ nhảy luôn kìa. Nhảy không được luôn á. Trời ơi trời. Trời ơi. Cái kìa. Ô mày hết. Mình không ngờ mà nó nhiều vậy luôn á mọi người. Mình nghĩ nó nhiều chứ nó không thể nào mà nhiều dữ vậy. Ok. Bích cái lọc luôn rồi. 2, 4. Đó, này điểm không được luôn rồi mọi người. Này không dưới 1 chục con nha. Được. Rồi xình đất. Nó nhảy với xình đất cái dít. Nói chung cái lọc mình 3 già 3 đất 6. Mà nó ngồi lọc bích luôn nè. Nó nhảy không được luôn rồi. Này hiểu rồi đó. Bách bự bự không nha mọi người. Ok. Ui cũng quán luôn. Nếu các bạn có nhu cầu mua lợp ếch, lợp gắn, dấn mini và tất cả các dụng cụ săn bắt, hãy liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 0372114950 để đặt hàng theo yêu cầu. Như ngược gió. Ngược gió, hôm qua thì gió nó như vậy, gió lên. Tối ngược lên. Ô chẳng chạy nghe mọi người. Hai con nè. Hai con bự bự không à. Đó. Ở đây bự bự không mọi người. Đã thiệt. Rửa hàng quá. Hai con nha mọi người. Con trọng trọng không à. Bữa nay trúng rồi. Không là dạ chả nó trúng đều hết nha mọi người. Cuối cùng. Ui hẹn. Rồi cuối cùng chạy nha mọi người. Chạy nhiều luôn á. Nè. Cuối cùng chạy nhiều luôn á. Coi mấy con để mình rửa cái. Chạy nhiều luôn nha mọi người. Mình đếm được ta. 2, 4, 6 con. 6 con mọi người. 6 con mà bự không nha mọi người. Ok. Con nào cũng nấy cành cành không à. Rồi. Cái tiếp theo bạn. Ôi. Khui hẹn này. Rồi, ghe nữa. Rồi, vô nghe bạn, 3 thằng luôn. 3 thằng, 1 thằng ít cành áo luôn nè bạn. Ồ, ngon ngon ngon, cái này ngon này. Rồi, ở đây con ít bự nữa nè bạn. Chà bá nữa nè. 4 thằng chứ. Ôi, 4 thằng luôn, đây 3 con nữa nè. Đây con nữa. Xuống. Rồi, 4 con nha bạn. Coi có lỗ lủng không? Lủng cái là teo luôn. 4 con. Cái này sao đây? Rõ rõ. Rồi, không thấy gì nghe gì bạn. Ui ha. Rồi, có hàng luôn. Còn 4 thằng nữa bạn ơi. Quá ngon hả bạn ơi. 4 thằng trọng trọng không à. Đó. Ủa, 5 thằng luôn. 5 thằng luôn. Ủa, nó nặng y luôn bạn ơi. Cái này vô rồi, cái này vô rồi. Nè bạn. 2, 4, 5 thằng luôn. Nặng y luôn. Ủa, xuống, con cành cành không bạn. Theo luôn bạn ơi.
cây này sợ rớt lập á bạn ơi. Rồi khui hàng ơi. Trời ơi, nằm không đậu không ta? 2, 4, 5 thằng hay không đậu không nè bạn. Đây là mày ra là hơi mệt á, tưởng đâu không có 5 thằng không đậu không. Ôi ôi không phải 5 thằng bạn ơi, 2, 4, 6 2, 4, 6 6, 2, 7 đó, 2, 3 6 thằng nha bạn. Thánh thằng ơi, 6 thằng mà nó nằm hôm đầu không à. Ủa sao kỳ ta, mà chơi gì không vui nha. 6 thằng nằm hôm đầu không nha bạn. Không biết có ra không, hôm đầu nó dễ ra nha bạn. Nó vô hôm 2 thì nó ra không được, chứ hôm đầu dễ ra. À, đó. Thằng ỉ lợp luôn bạn. Ồ nó xuống các bạn ơi. Luôn bạn ơi. Ây da. Thôi xem mém lật gọng đây luôn. Rồi cái tiếp theo nha bạn. Ôi cái này sao im ghê. Ôi có dấu giò. Dấu giò này bạn. Đó, nè. Ở nó bư ngay chân chỗ này nè, thấy mùi thúi đây nè. Đó. Ôi, đáng lứt luôn. Rồi. Ngon rồi. Ôi. Trời ơi. Nó nghẹt cái lợp luôn nha bạn. Ôi chắc ơi. À, trời ơi, trời nó tung ra luôn nè bạn. Nó tung ra luôn rồi. Nó tung được ra luôn rồi bạn. Trời ơi. Để mình coi mấy con bạn. Trời ơi, nó nghẹt cái lợp luôn rồi bạn ơi. Thôi chắc ơi. Khủng hoảng rồi. Để rửa các bạn ơi. Khủng hoảng cái lợp luôn rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con nha bạn. 3, 2, 4, 6, 9, 9, 10 con vậy á. Trời ơi mà con anh bành không à. Nghe chân họng bơm luôn, không biết sao nha. Hèn mẹ. Qua cái bọc rớt rồi. Ôi. Cái kìa. Cái nào cũng như cái đáy mọi người. Nè. Ôi ôi kìa. Kinh khủng mọi người. 2. Ôi nó một lớp luôn. Một lớp luôn mọi người. 2, 4, 6, 8 con luôn. Cái này hồi nãy 7 con, này 8 con luôn nè. 2, 3, 2, 4, 7, 8, 9 con luôn trời. Ghê vậy. Một khúc luôn mọi người. Ồ, dữ dằn rồi, dữ dằn. Bữa nay trúng mánh nè mọi người. Ôi, được kìa. Ở trong camera góc rộng nó cong lại, cả nhà thấy nó nhỏ vậy, ra ngoài nó nhiều lắm mọi người. Mình cầm mà nặng tay luôn á. 9 con. Cái này cũng ngon ta. Con con nè. Chui nè. Ô, cái này vô phút mọi người. Nè. Rồi xuống đây cho. Nằm một đống nè, trời lạnh á mọi người, nó thắt eo ở đây nè. Nè, 2 4, 6 con, 7 con nè. Con bự bự không mọi người? Cái này con bự bự không nè. 6 con nha mọi người. Quá đã luôn mọi người. À. Cái nào cũng 6, 7 con không? 7, 8 con không? Có cái 9 con luôn nha, quên rồi. Ồ, bữa nay hồi nói là trúng bánh nè mọi người ơi. Quay về đồng nhà mà ngay mấy ô mà bới bơm nước lên nè cả nhà. Tiếp theo tới ô này mọi người, ta đang bơm nước vô kìa. Không biết bơm sáng hay gì. Cái đầu tiên à. Chạy vô mà này. Ui hàng tới. Ôi ui. Người ơi, kìa. Nó vô mà nó kẹt ở đây nè, nó còn nằm ngoài nữa nè mọi người. Nằm không ngoài nữa kìa. Khủng hoảng mọi người ơi. Ôi trời ơi. Người ơi, không tin nổi luôn. Nó kìa. Cái này cậu nửa ký, hơn nửa ký nữa. Mấy con đặt nghẹt cái lợp luôn nè mọi người. Bích lợp luôn.
này không đếm được luôn mọi người, mình không đếm được luôn. Thằng này không dưới chục con nha, đếm không được nè, thua rồi, đếm không được luôn. Nhưng mà 2 4 6 8 đếm hào hào là chục con rồi đó. Vô đếm kỹ nha mọi người, đếm ở lớp trên không đó. Ôi cái lợn không che mà nó là ngẹt cái lợn luôn cho mọi người. Ôi ôi kìa, trời ơi nó lên nè, tới hôm trên đây luôn nè. Trời ơi rồi thua rồi, quá trời quá đất luôn rồi. Cái này vô mấy con đây, 2 3 4 6 8 9 con hay vậy mà nó nặng quá trời luôn, ít bành bành không mọi người. Trời ơi kinh khủng vậy mà không có lợp đâu, nó đập lợp không có dao anh em nữa. Cỡ này đặt chạy quá mọi người. Trời ơi ôi kìa, oh my god, trời ơi. Ok mọi người ơi. Rồi. Cái này sướng là gung người luôn mọi người. Đặt ngẹt luôn kìa. Trời ơi. Ngẹt luôn. Còn bành bành không nữa. 2 3 6 8 9 9 hay 10 con gì đó. Đếm sơ sơ là 9 con nha mọi người. Mình đếm sơ sơ chứ mình đếm không có đếm kỹ được. Trời ơi một khúc luôn mọi người ơi. Kìa. Ui hàng. Ồ, chạy nha mọi người. Cũng đỡ. 4 5 con gì, 5 6 con gì á. Nói chung là ok phết. Ê. Mấy con này. 4 5 con nha mọi người. 5 con là quá ngon luôn rồi đó.